Dạ vâng, em xin được mến chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Chuzu Audio. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2022. Bên em Du lại tiếp tục lên sóng cho các bác một quả súp đơn 40 các bác nhá. Thì cái dòng súp hơi 40 thì cũng rất nhiều anh em hỏi trong các cái livestream của các cái buổi livestream trực tiếp của bên em. Đấy. Thì cái súp 40 thì thực sự các bác là ở bên kia họ lắp phòng rất là ít. Đấy, đa phần họ lắp súp 50. Thứ hai là em cũng kinh doanh chủ yếu là phân súp 50. Đấy. Nhưng mà cũng rất nhiều bác mà trong gia đình nó có không gian nó nhỏ tầm 20-25 m², thì các bác muốn sắm cho mình quả súp hơi 40. Đấy, thì ngày hôm nay em sẽ tiếp tục lên sóng cho các bác một quả súp đơn 40. Đó, từ 220-100 các bác nhá. Súp này là súp thương hiệu là Kapati. Thương hiệu Kapati các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Một sản phẩm nội địa của Trung Quốc các bác nhá, một sản phẩm nội địa của Trung Quốc. Đây là dòng mà cũng rất là chất lượng các bác nhá. Đấy. Thì ở đây các bác nhìn này, đang nhìn quả bát của nó đây, sử dụng quả bát từ 220-100 các bác nhá, và xương này. Các bác nhìn nó rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Quan trọng nhất của một quả súp thì các bác nhìn này, cái chất từ của nó, xương, chất từ và xương của nó này. Thứ hai là đây các bác nhìn màng gân của nó đây. Màng của nó thì các bác nhìn trông như màng giống hệt màng của JBL các bác nhá. Đấy. Gân hay sóng béo các bác nhá. Đấy. Ok chưa? Đấy, các bác nhìn này, rất là đẹp luôn ạ. Màng thì giống hệt màng của JBL, cho ra chất âm rất là mềm mại các bác nhá. Cái màng này màng kiểu như màng giấy. Đấy, cho ra chất âm rất là mềm mại các bác nhá, rất là mềm mại. Và nó êm tai, nghe rất là êm. Đánh rất là êm các bác nhá. Đấy, gân vải tẩm dầu các bác nhá. Tân gân vải tẩm dầu. Ok chưa? Đây là mặt trên của nó. Đấy các bác nhìn. Gân của nó là màng của nó là màng sóng, màng sóng ấy. Đấy, để cho cái chất âm nó tạo cái màng sóng này tạo độ cứng của tạo lên cái độ cứng của cái màng. Đấy, để cho cái tiếng bát của nó uy lực hơn và tiếng nó đi xa hơn, bay xa hơn. Đấy, đây là côn của nó các bác nhá, sử dụng côn 200 mà keo của nó đây các bác này. Đấy, các bác nhìn này, lớp keo của nó nhìn nữa. Đấy. Bao zin 100% cho các bác nhá. Rồi, quay một vòng cho các bác xem thôi. Đấy. Ok chưa? Nét căng à. Đấy. Màng bên dưới của nó sần này. Để cho nó tạo cái độ cứng cáp của cái màng. Hay. Đấy. Đây xương của nó đây. Các bác nhìn quả bát của nó này, không có gì để chê. Từ này. Đó. Quả này thì đánh cực kỳ là uy tín các bác nhá, đánh rất lực và tiếng rất hay. Đó. Đặc biệt cái form thùng của quả súp này ấy, thì nó rất là đẹp, nó form đứng các bác nhá, form đứng. Đó. Chiều sâu của nó là 48,5 phân. Đó. Chiều sâu của nó chính xác, đúng rồi. Chiều sâu của nó là 48,5 phân này. Đó. Chiều cao là 69 phân các bác nhá. Gọi là 70 phân, 69,5 phân. Chiều cao của nó là 69,5 phân các bác nhá, cả chân. 69,5 phân cả phân, cả chân nhá các bác nhá. Và chiều rộng của nó là 46,5 phân. Toàn rưỡi thôi. Chiều rộng là 46,5 phân các bác nhá. Đấy, đấy là em đo theo cái thước này của em. Đấy. 46,5 phân, 47 phân đấy các bác. Đấy, 47 phân. Hôm nay của nó chính xác là 47 phân. Đấy. Chiều sâu của nó gọi là 50 phân đi các bạn, chiều sâu của nó gọi là được 50 phân đi. Đấy, chiều sâu của nó gọi là được 50 phân. Đấy, hết tầm. Đó chính xác là 50 phân. Chiều sâu là 50 phân này. Đấy, em đọc lại kích thước cho bác này, chiều sâu là 50 phân này. Chiều cao là 70 phân này. Đấy. Và chiều rộng là 47 phân các bác nhá. 47 phân. Đấy, một quả súp này kích thước của nó cực kỳ là nhỏ gọn nhưng mà nó có chiều cao. Đấy, các bác mà về các bác đặt một chiếc loa lên bên này thì quá tuyệt vời luôn. Đấy, đây là thùng vách của nó các bác nhá. Thùng là thùng gỗ rồi, sơn sần cát rất là đẹp. Đấy. Này các bác nhìn này. Đấy, đây là model của nó là KA115 Kapati. Đấy. Ok chưa? Đây là cái địa chỉ của hãng này, Gong Dâu Sun gì đấy, cái này này em không biết đọc chính xác của nó. Cái này anh em nào phải biết chữ Trung Quốc mới đọc. Đọc rồi. Đây, thùng vách của nó đây. Cái bát của nó là bát toàn bộ chôn gen. Gen của nó gen chôn này, rất là nhìn rất là xịn các bác nhá. Đấy, bông tiêu âm thì là kín thùng. Đấy. Bông tiêu âm là kín thùng luôn. Ok chưa các bác? 4 lỗ thông hơi phía trước mặt và 4 chân đế ở phía này để các bác đặt cho nó đỡ bị rung. Thứ hai là nó đỡ chạm cái này xuống nền, nó đỡ bị xước sát. Đấy, thùng vách thì rất là đẹp rồi các bác nhá. Đấy. Thùng vách rất là đẹp, đây là toàn bộ là thùng gỗ. Thùng của nó rất là chắc chắn này các bác này. Và tất cả các góc này nó đều ke thêm một cái lớp gỗ vát ở đây nữa để tạo cái độ cứng cáp ở các cái góc. Đấy, các bác nhá. Trong quá trình vận chuyển nó không bị dạn góc. Đấy.
không bị phè hơi. Nếu mà không may vận chuyển nó có làm mạnh tay thì nó không bao giờ bị dặn ở những cái góc này. Những cái góc này không bao giờ bị dặn mà không bao giờ phè hơi. Đấy. Tiếng đánh rất là chắc. Và đây các bác nhìn là ở đây thì nó có cái rong để chống phì hơi ở bát rồi. Đây tem của nó đây, tem này là tem series của nhà máy PA385 này. Từ 220 của 100, con này thì đánh siêu siêu hay, bao hay cho các bác nhá. Tiếng cực chất. Đấy. Đây các bác nhìn cái bông của nó này. Đây là vách ngăn ở giữa chống để cho nó tạo độ cứng cáp của cái thùng. Thông hơi. Đây là chạm loa các bác nhé. Dây loa đây. Đấy. Đây là chi tiết bên trong nội thất ruột gan của nó. Đấy. Thế để test chất âm được của một quả súp này thì nói thật các bác là ở trong các cái video mà bọn em lên livestream ấy thì đa phần bọn em sẽ không test nhạc, bởi vì là hoặc là chỉ có nhạc không lời thôi. Đấy. Thì nó không bị đánh bản quyền. Đấy. Nên là bọn em khi test cái này ấy, thì nếu mà lát nữa em sẽ test cho các bác nghe thử một đoạn, nhưng mà em chỉ mở súp thôi. Người đa phần mở những cái giải phun kia là nó sẽ có bản quyền. Đấy. Sẽ có bản quyền các bác nhá. Và khi có bản quyền thì kênh của em dễ bị chết kênh. Đấy, thì khi các bác xem trên kênh thì em ít test nhạc những cái nhạc sàn hay là những cái nhạc mà có bản quyền. Đấy, dính vào bản quyền là đương nhiên là kênh chết, hoặc là kênh nó bị YouTube nó không đề xuất nữa, thì nó rất là mất mát rất là nhiều cho kênh. Đấy, cho nên là các bác rất là thông cảm. Ở đây là căng của nó các bác nhá, căng sắt và bên trong có lưới chắn bụi. Đấy, lưới rất dày các bác nhá, lưới dày 5 ly. Đấy, đây. Capati này. Đấy. Ok chưa các bác? Một quả súp thì không có điểm gì để chê luôn. Đấy. Và em cũng báo giá luôn để các bác nào tiện tham khảo các bác nhá. Quả súp này em bán cho các bác giá là 4.500.000 bao ship toàn quốc các bác nhá. 4.500.000 bao ship toàn quốc. Bác nào chuyển khoản đủ thì các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt cho bác được 200.000 các bác nhá. Đấy, đây là những ngày đầu tháng và những ngày đầu tháng của cuối năm rồi. Đấy. Bác nào chuyển khoản đủ thì là 4.300.000 bao ship các bác nhá. Đây các bác lưu ý nhá, chuyển khoản đủ là 4.300.000 bao ship, còn các bác ship code thì vẫn phải có cọc các bác nhá. Đấy, với những quả súp như này các bác cọc cho em 500.000. Các bác cọc cho em 500.000 còn lại. Các bác đến nơi các bác có thể mở ra kiểm tra zin như thế này. Zin thì các bác nhận, không zin các bác cho quay đầu. Cước em trả lại cho các bác. Tiền cước em trả lại cho các bác. Ok chưa? Tiền cọc em trả lại cho các bác. Đấy. Bao zin, bao ship cho các bác nhá. Ok chưa? Đấy. Các bác cọc cho em 500.000 thì ship code có cọc, giá là 4.500.000. Giá là 4.500.000 em bao ship các bác nhá. Còn các bác nào mà chuyển khoản đủ giá là 4.300.000. Đấy, quan điểm với em bắn rõ ràng luôn. Tiền tươi nó khác với tiền héo. Giảm hẳn cho các bác 200.000. Đấy, cho các bác chuyển khoản đủ. Ok chưa? Đấy, và sau đây em sẽ xin phép các bác là sẽ lắp quả súp này lại. Lắp quả súp này lại và test thử một đoạn cho các bác để các bác nghe thử. Đấy, giá thì em báo rồi, chi tiết em quay rõ rồi. Bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp bên em nhá. Giá em báo lại cho các bác là 4.500.000 với ship code có cọc, và 4.300.000 nếu các bác nào chuyển khoản đủ. Có nghĩa là khi các bác chuyển khoản đủ, chỉ cần chuyển khoản 4.300.000 thôi là các bác em sẽ chuyển khoản quả này đến tận nhà các bác. Các bác không phải thêm đồng nào nữa cả. Ok chưa? Đấy, tặng một giắc new trick để cho các bác. Các bác lưu ý nhé. Khi mua súp này em tặng một giắc new trick kèm theo để cho các bác đấu vào loa thôi. Đấy, ok chưa? Rồi, các bác chờ em trong lát là em sẽ sau đây em sẽ test thử một đoạn cho các bác nghe thử tiếng súp các bác nhé. Các bác lưu ý em chỉ test súp thôi, không test full. Đấy. Và rồi, các bác đã quay trở lại với video của bên em. Thì em đã lắp xong trọn vẹn quả súp 40 Capati mà em vừa giới thiệu cho các bác ở phần đầu. Đấy, thì đây là mặt mũi và form thùng các thứ của nó đây, trọn thành phẩm của nó đây các bác nhá. Đấy, và các bác có thể đeo tai nghe trực tiếp, các bác có thể đeo tai nghe trực tiếp để thẩm âm cái tiếng bát của nó. Vì em cũng đã nói ở ngay đầu video rồi, em test súp thì em sẽ chỉ mở súp thôi để tránh cái tình trạng bản quyền các bác nhá. Đấy, vì những cái nhạc bản test nhạc này thì thường là của các anh em đã làm bản quyền. Đấy, ok chưa? Ok chưa các bác? Đấy, các bác nghe thì bình thường đây em đang mở ở mức bình thường thì các bác nghe nó đã tiếng máy nhà nó đã rung rồi. Đấy, nhưng mà quan trọng nhất là tiếng bát đánh rất sâu mềm. Đúng không các bác? Đấy, các bác thấy không? Đấy, tiếng bát ra đánh tròn chỉnh, không ù không rền một tí nào các bác nhá. Đấy. Ok chưa? Đấy, nghe rất là êm tai, tiếng bát không có điểm gì để chê luôn ạ với quả súp này. Đấy, bát 40 các bác nhá. Đấy, cái này các bác có thể ghép một cặp full 30 hoặc hai cặp full 25. Chơi phòng khoảng độ 30-35 mét vuông. Nói chung là chơi trong các phòng khoảng 20-25 mét, 30 mét vuông đều ok. Từ 35 mét vuông trở xuống thì các bác chơi quả này hợp lý các bác nhá. Thế còn nhà bác nào mà rộng hơn thì các bác có thể tham khảo những cái mẫu súp 50 của bên em. Ok chưa? Đấy, các bác thấy không? Mái nhà, mái tôn các thứ nó rung hết rồi. Đây này em đang đánh ở mức vừa phải thôi, chưa đánh to đấy. Đấy, đẩy đây. Đấy, các bác thấy không? Đây, em đang đánh cắt súp rất là sâu.
Đấy, các bác nghe tiếng súp rất là sâu mà nó không bị ù, không bị rèn các bác nhá. Nghe rất hay ạ. Đấy, và với những cái tiếng súp như thế này thì khi mà các bác muốn nghe tiếng súp thì các bác phải đeo tai nghe và giúp em các bác nhá, bởi vì em sẽ không bật full đâu. Em chỉ set túp test súp thôi. Em đã trình bày rõ ở cái phần đầu của video rồi. Cho nên là bác nào mà muốn nghe trực tiếp tiếng súp thì các bác có thể đến tại nhà, hoặc các bác đeo tai nghe vào thẩm âm qua điện thoại thì nó cũng được khoảng 80-90% chất âm của súp. Đấy, bởi vì sao? Khi bọn em quay đây, bọn em cũng quay bằng chiếc điện thoại, cho nên là cái tiếng súp ghi được qua cái điện thoại nó sẽ không được đạt được như ý đâu, bởi vì là cái mic của cái điện thoại nó thu nó cũng không được 100% như là những cái mic thu âm chuyên nghiệp đâu các bác nhé. Đấy. Các bác đeo tai nghe vào thì cũng thẩm âm được khoảng 80-90% tiếng chất âm của quả súp này. Quan trọng nhất là đánh tiếng súp ra nó không bị ù, không bị rèn, tiếng tròn, tiếng nó tròn các bác nhé, tiếng súp nó rất là tròn và nghe rất là êm tai ạ. Đấy. Ok chưa các bác? Đấy rồi, quả súp này thì em chỉ có một quả duy nhất thôi. Bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378030730 các bác nhé. Để liên hệ vào số điện thoại của em này để đặt hàng và giao dịch trực tiếp các bác nhé. Rồi video em cũng xin được kết thúc tại đây ạ. Xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng với em. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm nút chuông các bác nhé. Các bác xem video thì đừng quên tặng em Du một nút like để ủng hộ cửa hàng với em. Xin được chân thành cảm ơn tất cả các bác và kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.